Rồi hello mấy anh mấy chú nha, hôm nay Hàng mới về nữa mấy anh ơi. Hàng nó về rìu nè, rìu tạ muốn tạ nè, thầy đang lỡ dở Hàng đang gói luôn. Hàng đang về rồi, tiền quay lên cho mấy anh mấy chú luôn ha. Thì qua đây tạ ngắn nè, đây cái này bữa nay về mấy cái loại tạ nhỏ mấy anh ha, mấy anh chú ha. Nè cái tạ này á, này nó hôm nay nó có mấy loại luôn nè. Cái 3LBS nè, 3LBS thì bữa nay nó có một cái đầu tạ này ha. Ủa đầu chữ thập nè, đầu chữ thập và đầu đóng đó ha. Chữ thập thì khóa đồ, phá tường đồ đóng đồ, ok ha. Đây cái mú này là thì nó nặng 1,7 kg nè, thường á cân thì nó như nhích nhau cái 7,8 kg á mấy anh chú ha, 7,8 kg á, tầm vậy á. Thì cái búa này á thì 200.000 một cây ha. Nên nó về nè đó, đầu này đầu từ chữ thập có phá tường thì ok ha. Rồi đây là cái búa anh búa LBS nè, búa này thì 200.000 cây ha. Này nó có cây này hai đầu tròn nè, có cây một, còn đây là búa LBS nè ha. Búa này là bếp nó cũng nó đầu chữ thập luôn. Mấy cái búa đề quát này á ha, mấy anh chú xài chắc phải là trọn đời luôn, chưa hư nữa. Ở ngoài hồi trước thì tiền có xài ở ngoài cây kìa, mà lô hàng hết á, mà khách lại đây nhìn mà họ đòi mua hoài cây này, cây em đang xài mà họ đòi mua hoài luôn nè. Đây ha, búa nè, cái này nó dính dơ thôi nó mấy anh chú, như cái này nó còn mới luôn á nè. Để quá tham mấy cái búa này chưa xài ha. Đó, cái hàng này hàng công ty xuất Mỹ mấy anh chú, lâu lâu nó mới có được một lô nè. Búa này LBS thì nó nặng được 2,2 kg nè, 2,2 kg ha. Thì giá ra búa LBS đó thì giá của nó 250.000 mấy anh chú ha, 250.000. Cái búa này có đầu chữ thập ha, trong nhà mình có trang bị một cái búa này ok ha. Đó búa LBS nó 250.000. Còn có cái loại nhỏ nữa ha. Đây, cái này 2,5 LBS nè. Thì giá của nó 200.000 một cây, cái đầu này nè. Đầu dẹp ha, một đầu dẹp, một đầu đóng nè. Cái này thì nặng 1,5 kg. Đó, giá của nó là 200.000. Còn đây, 4 LBS thì nó có loại một loại đầu đóng, một loại đầu dẹp nữa nè. Đó. Mấy anh chú nào thích đầu dẹp thì 2,2 kg ha. Đầu dẹp hay là đầu phá tường, đầu nào cũng phá được trơn á, đầu dẹp hoặc là đầu chữ thập ha. Thì mấy anh chú cứ chốt 4 LBS mà đầu dẹp, đầu tròn đầu dẹp hoặc là một đầu tròn một đầu chữ thập ha. Rồi. Đây là 2,5 LBS. Cái này á là nó dính keo thôi mấy anh chú nè. Cái này là cái này vệ sinh ra sạch trơn thôi, không có gì chơi. Nè. Cán này ha, đầy trước luôn biết đề quát cán sợi ti tinh, cán này xài trọn đời không hư luôn. Cái búa này 200.000 đó, thì nó chỉ 250.000 là chỉ có 4LBS thôi. Rồi búa đóng nhổ đinh nè thì nó có một loại một à, cây này hát nè ha, 22 nè ha, nặng 1 kg. Rồi cái búa này giờ nó cũng bằng giá luôn á mà biết không, tại từng bán giá cũ 190 ha. Milwaukee nè, đó Milwaukee thì 1,7 kg luôn. Cán này cán nó dài hơn tí rồi đều quách. Còn búa su nè, búa su này 100.000 cây nè, phi 60 nè anh chú ha, 100.000 phi 60 đó. Còn này phi 80 là 150. Trời ơi, quên nó chân máy này, chân máy mà này phi 30 mà nó cao 40 nè mấy anh chú. Nè mấy anh chú à. Ủa, cái này 30 hay 40? Lấy dưới kẹp đâu này coi. Ờ, này phi 50 cao 40. Phi 50. Phi 50 thì giá này nó là 60.000. Đúng rồi. Trời ơi, quay tào lao. Đây nè, 60.000 bộ mấy anh chú. Nè, cái thì cái bộ này thì tiền con đang còn 2 bộ thôi nha.
cái phi phi chân máy nè, chống rung nè, chống rung chống chuột của cái này tiện thủ công nè, hàng tiện thủ công nè. Cái này phi là phi 50 cao 40 nha. Đó, nó cao, mấy chú này có thể là làm đế võng làm đồ nè, để nó không có chạy nhà, không có chạy gạch đó, mà nó không có bị trơn nữa, thì mình để lên nó không có trơn á. Đó, thì có hai bộ nữa ha, 60.000 bộ. Cái này 60.000 bộ. Nó còn hai bộ là phi 40 thôi coi thôi, chứ còn nhiêu là tiền đang đặt hàng với cái hàng nó là cao phi 50, nó cao 30 à. Đó. Đó, mấy cái này là hàng tiện thủ công nè mấy anh chú ha, xài cực kỳ bền luôn. Búa này á mấy anh chú lót gạch á, búa này mấy anh chú lót gạch là ngon lành. Còn này sửa máy sửa chữa rồi đóng là không bị mốp đồ. Nè, bên tiền cũng có các loại chân máy luôn ha. Nè, chân máy phi 80 nè, phi lớn nè. Đâu hàng còn treo ngoài nó ở đây là để trong cái gỗ này để làm mẫu á. Mẫu mai quay gieo á. Nè. Này là 25.000 một cục nè. 25.000 cục nè, ha, bộ 4 cái gì thì nó 100.000. Này phi 80 á, 80 cao 40. Còn phi 60 nè. Đâu mất vậy? Đây, 60 nè. Phi ra 60 là 20.000 cục. 20.000 cục ha. Này phi 60 nè, ha, 50 nhỏ hơn. Đó, nó có chân máy giẫm chấn đồ tùm lum hết. Có giá hết rồi mình chú ha. Rồi cuốc chim, cuốc nào bữa nay cuốc về anh chú, cuốc này cuốc lớn ha, cuốc này bản 9 phần anh chú ơi, 9 phần ha, cán của hết nè, nè lưỡi nè, lưỡi này lưỡi bén luôn nè anh chú. Cái này mấy chú về mài sơ ha, sơ cái lưỡi lại xíu là ok nè. Ủa nè, cán dài 8 tấc hết. Cái này nó có đầu treo, cái cút chim này để coi nó nặng, nó nặng 3,5 kg, 3,5 kg mấy anh chú ha. Rồi cái cuốc này giá của nó là 600.000. Cuốc nhỏ, cuốc mình là lưỡi nhỏ hơn là 500.000. Tiền cũng còn mấy cây kìa, 3-4 cây. Bên này là cây này là 600.000 ha. Rồi búa rìu tạ nè, một đầu đầu tạ đầu đó, lưỡi nè. Cái này mấy anh chú mày sơ là bén rồi. Cái này là đóng chạc củi là ok, kinh củi đồ ngon lành, đập phá rồi ha. Còn mấy cái này là đập phá tường nè. Đập ra hàng, kinh cái đóng hàng này đây, cái đóng hàng ra trước luôn đi, chút xíu nó lỡ lấy rồi. Mỗi ngày thì hai đợt lấy hàng, buổi sáng và buổi chiều. Ồ, hoặc là sáng nó không lấy thì trưa nó lấy. Đây cái này cái tạ này, tạ này khóa nè mấy chú ha. Đầu này một đầu khóa nè đó, đầu đập nè, đầu khóa đầu đập, cán 8 tấc. Cái này 4 kg mấy ha, 4 kg mấy thì nó 500.000. Thì cây nào nó 5 kg mấy, 6 kg trở lên đó thì giá của nó 550 mấy chú ha. Đó, cái này là 4 kg mấy nè, cây trong lớn này nè, gần 6 kg nè. Đó, cái này một đầu khóa nè ha, đầu đập, giá của nó là 550. Còn búa ta rìu tạ, rìu tạ mà rìu nó kinh củi á, cái này là để là phá tường thôi ha. Với cái hút kỳ nè, hút kỳ hai đầu tròn nè, nó hút kỳ hai đầu tròn nè, mấy búa này là gần 6 kg ha, mấy búa này gần 6 kg thì giá của nó là 550. Cán sợi thì tinh hết, còn chỉ có rìu tạ là 600. Cút chim 600 ha. Cúp này đó, hàng đẹp quá trời luôn. Cái này á đẹp không á, mà do mưa xuống á, mưa mấy hôm nay mưa lấy hàng về tay cầm nó bị dơ, dính với tay cầm thôi chứ nó đẹp đó. Rồi thùng đạn, rồi hàng, trời hàng nó đang về. Cái này đang gói nè, cái này rìu em hết rồi, rìu cán ngắn em hết rồi nha mấy anh chú. Rìu này là đang gói cho khách. Đó, cái này là đang gói cho khách nè. Còn trời ơi, mấy cái hàng nãy nó nằm đùa lại đang để hàng về á, mà quên không có soạn cho nó ngay ngắn lại được luôn. Rồi thì quay thùng đạn nay, thì lên cái clip ngắn nha. Quay lúc nó ngắn quay hàng về thùng đạn đó. Hàng về búa. Nè, thùng đạn nè. Đó.
thùng 7 lít ha, 7 lít 300 ngàn mấy chú ha. Trời còn đạn cho mấy cái gì mấy cha, gì đây trời Phật ơi ạ. Hên còn hộp không, có đạn nữa luôn, thấy bà rồi có hộp không mấy ông ơi. Cái này là đây thùng đạn 7 lít là giá của nó là 300 ngàn thùng mấy anh chú ha, 300 nè. Trời thùng đạn còn Minh Thiên ở trước nha. Đây còn này thùng là 10 thùng 11 lít nè, thùng 11. Cái thùng này nó có chạy xước nhẹ nè, ai mua thùng này thì tiền bớt cho ha. Thùng đạn 11 lít thì giá nó 800. Anh chú nào lấy cái thùng này thì nè, nó có cấn đây ha, cấn đây chứ nó chạy đây nè. Thì tiền để cho cái thùng này 600 ha. Đó, thùng này nha, riêng thùng này nè. Chạy ha. Nè, còn thùng đẹp thì 800 nha. Đó. Thùng này nó đẹp nè. Nó không có chạy xét ha. Có cái nó nhiều hàng nó còn xét xét như mớp là tiền bỏ ra ngoài hết rồi. Đó. Cái thùng này là 800, thùng 11 lít, rồi thùng 37 lít nè, thùng 37 lít mấy anh chú nào lấy thùng này đẹp nè, quá trời đẹp luôn. Cấn nhẹ, mấy cái hàng này hàng bãi mà, hàng thùng đạn mà mình đâu phải hàng full mới đâu, cho nên là nó cấn nhẹ, chạy nhẹ bình thường mấy anh chú ha. Nè. Cái thùng này mấy anh chú đựng 37 lít nè. Thùng này 9 kg á. Thùng này 1 triệu 2 mấy anh chú nha. Đó, lợi nhà mà có cái thùng đạn để gì là uy tín luôn ha. Em khoe luôn. Đó. Trời ơi còn ba cái hàng của em đang tinh tinh. Cái này em có le clip trước em có quay rồi nè, mà còn một thứ, có một hai thứ còn, một hai thứ hết rồi. Đó rồi, để cái này để tiền chi tiết lại clip sau ha. Hoặc là mấy anh chú bấm lại cái clip cũ ha. Clip cũ coi ha. Có mấy thứ hết. Rồi để clip sau tiền có soạn đồ lên thì cái clip nào hết thì tiền báo. Cái đây nè, trời ơi cái bộ bánh xe này em qua nay đợi cái anh khách chuyển khoản nè. Đó. Trời ơi, ông nói chốt cái bộ bánh đẹp và tải này nè. Ông nói chuyển khoản rồi gửi. Rồi bằng đăng bao ship cho ông mà. Em ngồi chờ từ hôm qua tới hôm nay. Đó. Bộ bánh quá trời đẹp luôn, bộ này á nó đẹp lắm. Bộ này bánh mâm sắt luôn mà. Ông kêu chốt đợi chuyển khoản nào 450 nè. Anh nào chốt và nghe xem được cái video này á, thì chốt lại giùm em luôn ha. Chốt lại giùm em luôn. Chốt lại giùm em ngon lành. Rồi từ sẽ quay cái video sau. Chi tiết các mặt hàng số, còn hiện tại bây giờ mấy chú mà xem bú rìu hoặc là thùng đạn gì đó. Nên chú chốt quá thì cứ nhắn cho Tuyền ha, số điện thoại Tuyền của lúc nào cũng để trên phần tôi đề video nè, quá trời nhìn nè. Rồi ha, Tuyền xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ ha. Xem kênh thấy hết thì cho Tuyền xin một like, và ai chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật cái video tiếp theo Tuyền đăng ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.